Ngân hàng giới thiệu cùng quý vị khán giả chương trình ca nhạc trữ tình đặc biệt với chủ đề Trăm nhớ ngàn thương. Một chương trình được ghi âm và ghi hình thật công phu với sự thể hiện của ca sĩ, kết hợp cùng với các giọng ca ngọt ngào và sâu lắng của dàn mỹ nữ Bolero đang rất được khán giả khắp nơi yêu thích. Hy vọng chương trình sẽ là một món quà âm nhạc đáng nhớ dành tặng đến quý khán thính giả yêu mến dòng nhạc trữ tình. Và bây giờ chương trình xin phép được bắt đầu.